Tắc đường không chỉ gây bực bội cho người tham gia giao thông mà còn là một trong những yếu tố chính tạo ra ô nhiễm môi trường. Và nói chung, tắc đường thì ai cũng bực. Hình ảnh hàng xe ô tô kéo dài trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta. Trong những ngày người dân rời thủ đô về ăn Tết hoặc trở lại thủ đô sau những ngày đoàn tụ cùng với gia đình lớn của mình. Nhưng tắc đường ở Hà Nội thì cũng chưa là gì so với những vụ tắc đường ở những nơi khác trên thế giới. Và đây là top 10 vụ tắc đường nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Để các bạn tiện theo dõi, trình tự sẽ được sắp xếp theo thời gian mà nó xảy ra. Đây là những hình ảnh của New York tại nước Mỹ. Vào năm 1969, từng xảy ra một vụ tắc đường đình đám ở đây. Đó là một vụ ùn tắc khi mà nhiều người đã đổ về để theo dõi lễ hội âm nhạc Woodstock. Và điều này thì đã tạo ra một thảm họa tắc đường. Thảm họa tắc đường này hình thành một dòng xe dài tổng cộng là 32 km. Và đây là một trong những vụ tắc đường dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhiều người đã không đủ kiên nhẫn và bỏ lại chiếc xe của mình. Hơn 500.000 người đã tới tham dự lễ hội âm nhạc nổi tiếng này. Và điều đó khiến cho tình trạng giao thông trở nên tê liệt trên một đoạn đường rất dài. Nhiều người đã vứt cả xe ô tô của mình để chạy vào tham dự lễ hội. Những người hâm mộ cuồng nhiệt chỉ muốn thưởng thức thứ âm nhạc của mình diễn ra vào tháng 8 năm đó mà không hề quan tâm đến mưa, gió và vô số những điều kiện bất lợi khác. Chưa kể, lượng khán giả đến tham dự gấp 10 lần so với những dự tính ban đầu. Những nghệ sĩ thì cũng hòa mình trong dòng người đó và để giải quyết vấn đề này, họ có một giải pháp ưu việt hơn so với đám đông, đó là sử dụng trực thăng. Vụ tắc đường nổi tiếng thứ hai trên thế giới diễn ra vào năm 1980 ở đoạn đường từ Lyon cho đến Paris của nước Pháp. Do thời tiết xấu vào ngày 16 tháng 2 năm 1980, một vụ ùn tắc giao thông kéo dài trong lịch sử của nước Pháp đã được ghi nhận. Đó là dòng xe khổng lồ trên đoạn đường dài tổng cộng là 175 km. Các tài xế lúc này ước gì họ có cánh để bay về nhà. Đây là những người đã trở về sau một kỳ nghỉ, nhưng họ không biết rằng mình đã bị nhốt trong xe của mình dưới một nền trời đầy khắc nghiệt. Lúc này thì tốc độ chậm, những tiếng chửi rủa đã vang lên và thậm chí khói thuốc cũng nhả lên ở nhiều nơi bởi nhiều người không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa. Sự kiện diễn ra vào năm 1980 đã từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness của thế giới. 3. Vụ tắc đường ở biên giới Đông Đức sang Tây Đức vào năm 1990. Giống như nhiều vụ ùn tắc giao thông khác trên thế giới, vụ ùn tắc giao thông ở Đức vào ngày 12 tháng 4 năm 1990 là điều mà không ai có thể dự báo được trước nó sẽ tồi tệ đến như vậy. Và thời điểm bấy giờ, bức tường Berlin cuối cùng đã sụp đổ sau hơn 40 năm chia cắt Đông Đức và Tây Đức. Nhiều người đã nghĩ đến sự đoàn tụ, họ nổ máy xe và lên đường. Và thế là 18 triệu chiếc ô tô đã lâm vào cảnh tắc đường. 18 triệu chiếc xe ô tô, bạn có tin được không? Nó nhúc nhích từng chút và từng chút một. Nhưng ít ra, so với những vụ tắc đường khác, sự chờ đợi của những người Đức là rất đáng giá. Họ đã chờ đợi sau hàng chục năm chia cắt và chờ đợi thêm một vài ngày nữa, một vài giờ nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì bởi vì họ được đoàn tụ với gia đình của mình. 4. Vụ tắc đường diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 1990. Phải nói rằng Tokyo, thành phố lớn nhất thế giới về mặt dân số thì chuyện tắc đường cũng không phải là hiếm. Ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên đường phố Tokyo với lưu lượng giao thông ồ ạt trong giờ cao điểm, đặc biệt là vào những năm trước đây. Đó là một vụ tắc đường diễn ra vào năm 1990, với đoạn tắc dài tổng cộng là 135 km. Hơn 15.000 phương tiện đã tạo thành một bãi đỗ xe ở trên đường và gần như không thể nhích được. Và lý do khiến cho sự kiện tắc đường này trở nên tồi tệ như vậy bởi vì một cơn bão đã đổ bộ, đó là cơn bão mang tên Winona. Những đường cao tốc bên ngoài Tokyo được thiết kế từ trước đó để xử lý một lượng phương tiện giao thông ước tính chỉ bằng một nửa so với thời điểm năm 1990. Thế nên tình trạng ùn tắc xảy ra là điều không có gì khó hiểu cả. Và ngay sau đó, những nhà chức trách Nhật Bản đã có kế hoạch để cải thiện lại hệ thống giao thông xung quanh khu vực Tokyo. 5. Vụ tắc đường xảy ra tại Hamburg, nước Đức vào năm 1993. Hamburg từng là một trong những thành phố có tình trạng giao thông tồi tệ nhất của nước Đức. Vào năm 2018, nó nhận giải thành phố tồi tệ nhất để lưu thông của quốc gia. Và sự cố tắc đường từ năm 1993 đến tận bây giờ, nhiều người Hamburg vẫn còn nhớ. Không có gì ám ảnh hơn ngày hôm đó khi hàng ngàn người đã bị mắc kẹt hàng trăm km dọc theo những con đường chỉ vì muốn nóng lòng về nhà trong giờ cao điểm theo cái cách chẳng giống ai. Đường xá thì vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng ngày hôm đó bỗng chợt có những vụ tai nạn đã xảy ra. Và những tai nạn liên hoàn như vậy đã khiến cho cả thành phố Hamburg đỏ rực vào năm 1993.
6. Vụ tắc đường tại Houston, Texas, Mỹ vào năm 2005. Cơn bão Rita đã đến gần với thành phố Houston và gây ra một sự kiện ùn tắc giao thông kỷ lục khác vào ngày 21 tháng 9 năm 2005. Đó là lúc những người dân được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm của thành phố. Và thế là tất cả đều lên đường. Kết quả là một hàng dài hơn 160 km các phương tiện đã được hình thành. Lúc bấy giờ, thông tin về cơn bão đã được cập nhật liên tục vì người ta sợ rằng khi cơn bão đổ bộ thì những người trên con đường cao tốc kia sẽ phải hứng chịu một cách trọn vẹn. Thật may mắn, cơn bão nguy hiểm này đã không đổ bộ vào thành phố. Nhưng khung cảnh ngột ngạt thì vẫn còn đó khi những phương tiện bị tắc nghẽn phải mất rất nhiều giờ mới có thể được giải tỏa. 7. Vụ tắc đường tại Sao Paulo, Brazil vào năm 2009. Nhiều thành phố trên thế giới nổi tiếng về tình trạng giao thông tồi tệ, nhưng có lẽ không nơi nào có thể sánh với Sao Paulo, vua của tắc đường. Theo tạp chí The Times, một người lái xe trung bình ở Sao Paulo phải dành 4 giờ mỗi ngày để di chuyển ở trên đường. Và dịch vụ đưa đón bằng trực thăng, taxi trực thăng tại Sao Paulo cũng nở rộ để giải quyết vấn đề tắc đường. Vụ tắc đường năm 2009 đã tạo ra một hàng dài cả trăm km. Nhưng cũng tại thành phố Sao Paulo, vào tháng 5 năm 2014, thành phố này từng bị tắc đường đúng giờ cao điểm với dòng xe cộ ùn tắc kéo dài đến tổng cộng là 344 km. Ở vấn đề giao thông ở đây thì có rất nhiều chuyện, bắt nguồn từ nền kinh tế và mức sống ngày một tăng, và ai cũng có thể sắm sửa cho mình những phương tiện giao thông thật tốt, những chiếc xe chạy thật nhanh, đặc biệt là xe bốn bánh. Nhưng việc chạy hết công suất của chiếc xe lại là một điều mà người dân tại Sao Paulo gần như không bao giờ có thể làm được. Sống ở Sao Paulo đồng nghĩa với việc bạn đã ra khỏi nhà nhưng chẳng khác gì đang xuất hiện một bãi đậu xe, bởi vì đơn giản là bạn không thể nhúc nhích và thật khó để có thể di chuyển sang một vị trí khác. 8. Vụ tắc đường ở cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng Trung Quốc vào năm 2010. Đây cũng là một trong những vụ ùn tắc giao thông nổi tiếng nhất trên thế giới, kéo dài 100 km và quan trọng hơn là thời gian mà nó diễn ra. Vụ tắc đường này diễn ra trong tổng cộng là 12 ngày. Nó đã được đưa tin trên toàn cầu vào thời điểm ấy, cho thấy tình trạng lộn xộn gần như là không thể giải quyết được trong gần 2 tuần liên tiếp. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng này bắt nguồn từ ngày 14 tháng 8 năm 2010, khi nhiều phương tiện đã cố gắng để băng qua tuyến đường cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng, gồm cả những xe tải hạng nặng và những xe ben chở hàng xây dựng. Những chiếc xe tải này di chuyển từ các mỏ than của Nội Mông đến khu vực Bắc Kinh. Và đặc biệt là lúc bấy giờ thì đường cao tốc cũng không phải là được hoàn thành toàn bộ, mà số lượng xe xuất hiện trên đường cao tốc lại nhiều hơn 60% so với thiết kế ban đầu. Vào những ngày tắc đường cao điểm, một chiếc xe trên cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng phải mất một ngày để di chuyển hết quãng đường là 1 km. Tất nhiên là sau 12 ngày đen tối đó thì tình trạng cũng được giải quyết. Những người Trung Quốc lúc bấy giờ đã được báo chí quốc tế đưa tin như thế này. Họ đã bán đồ ăn thức uống dọc đường, tận dụng vào tình thế không thể khác được của cánh lái xe. Mì tôm sẽ bán gấp 3 lần so với giá bình thường, và nước uống thì thường bán đắt gấp 10 lần so với giá bình thường. 9. Vụ tắc đường tại Chicago, nước Mỹ vào năm 2011. Đó là một câu chuyện vào ngày 1 tháng 2 năm 2011. Lượng tuyết kỷ lục 51,3cm đã đổ xuống thành phố này. Cùng với đó là tình trạng ùn tắc giao thông tồi tệ bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nó xảy ra trong một cơn bão tuyết giữa mùa đông lạnh giá và đúng vào giờ cao điểm. Những chiếc xe cứ chạy chậm rồi dừng lại chết máy. Nhiều vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra. Điều tồi tệ nhất đó là tình trạng ùn tắc này kéo dài đến 12 tiếng đồng hồ. Người dân cho biết điều đó thực sự đáng sợ, bởi tuyết rơi không ngừng, không biết bao giờ mới dừng lại, và các phương tiện phải sử dụng hết những gì có thể để sưởi ấm. Xăng trong bình cứ thế vơi đi. Nhiều người đã bỏ xe vì cho rằng việc ở lại và chờ đợi là quá nguy hiểm trong điều kiện tuyết rơi như vậy. Những chiếc xe đã bị bỏ lại giống như một nghĩa địa ô tô, cho đến khi đống lộn xộn ấy được dọn dẹp vài ngày sau đó. Và 10. Vụ tắc đường tại Moscow, nước Nga vào năm 2012. Đó là câu chuyện vào ngày 30 tháng 11 năm 2012. Thời tiết xấu, mùa đông của nước Nga thì nổi tiếng là tồi tệ rồi, và những cơn bão tuyết đã chôn vùi quốc lộ M10 giữa Saint Petersburg và Moscow. Những chiếc ô tô đã ngập sâu trong đống tuyết khiến việc di chuyển bị đình trệ, và quãng đường tắc đường kéo dài tổng cộng là 201 km trên cao tốc. Một số người đã bị cầm chân trên cao tốc suốt khoảng 3 ngày trước khi tìm được lối thoát ra ngoài. Những chiếc lều đã được chính phủ Nga dựng dọc các tuyến đường này, cung cấp đồ ăn thức uống. Những tư vấn viên, những chuyên gia tâm lý cũng sẵn sàng giúp sức cho cánh tài xế.
Nói tóm lại, ùn tắc giao thông trên thế giới xảy ra vì nhiều lý do, phổ biến nhất là về mặt thời tiết, và đã liên quan đến thời tiết thì rất khó để cứu vãn ngay lập tức. Đôi khi nó là tai nạn hoặc vì dòng người đổ về một địa điểm trong một thời gian nhất định, giống như cái cách mà Hà Nội vẫn bị tắc đường vào những ngày trước và sau các kỳ nghỉ lễ. Giờ đây, dân số thế giới vẫn đang tăng lên, trừ khi chúng ta phát minh ra những công nghệ, những phương tiện di chuyển mới, ví dụ là taxi bay hay là một loại hình nào đó, thì có lẽ tình trạng tắc đường mới được giải quyết phần nào. Bạn nghĩ sao về tình trạng giao thông của Hà Nội so với những vụ tắc đường kể trên? Đừng ngần ngại hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần comment. Đúng là khi xem xong những vụ tắc đường này mới thấy những vụ tắc đường ở Việt Nam chỉ là rất đơn giản, có thể nói là chỉ là muỗi mà thôi. Những vụ tắc đường khủng khiếp nhất trên thế giới mà không ai muốn trải qua bất kỳ một lần nào trong cuộc đời cả. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi video này với bình luận viên Hải Thanh Story. Bạn có thể tiếp tục đồng hành với mình trong những video tới bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và đề xuất những nội dung có thể thực hiện trong tương lai. Giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.